Để chúng ta tay bóp cái chuyện nhỏ còn kịp trước không chúng ta chúng ta có rồi nhớ rồi đấy có cả ít cũng biết thêm để đều các bác không nhiều chi bác phải biết ngon bác phải biết vụ không được em cho xong thấy nhiều nhiều đúng không cho đây rồi. Rồi bỏ con tay ra là em cho đây. Bỏ ngón tay đi, không cần thở nữa rồi. Ừ, tên chút rồi. Rồi rồi. Chân. Ừ. Chân là lúc nào nó lại. Đấy, em cứ làm đấy. Đây đây, cùng dẫn nhé, lần nhé. Cầm chắc. Để cái đổ nó đi nhé. Em để cho 1 phút. Hai nước béo thì em lại lấy cái chục béo đấy nhá. Em để xuống đừng cầm. Nhìn này. Quanh, đây em cho thịt vào giữa đây. Em cho thêm ít nước dùng này nữa. Đấy. Được chưa? Rồi em làm. Em nhìn đấy thấy không? Ở ngoài thế thì ở trong nó mấy nâu nâu này nhá. Rồi. Xếp xung quanh này, rau cũng xung quanh, hành xung quanh. Đồng khác thì em phải đi găng tay đúng không? Cái rau này ngon quá, nó rất thơm. Tiếp theo là tương tự. Nếu là đường dày chảy nước không được bò, không có đường nữa. Thì cái nước nó cứ ngọt xung quanh xung quanh em cho thịt bò vào nữa nhìn cho đầy đặn bình thường rồi em chan thêm nước sụp vào nước bao giờ cũng nhiều hơn bánh nhá rồi.